Cô chào các em học sinh khối lớp 3. Tiết học toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chủ đề làm quen với thống kê số liệu. Để học tốt tiết học này, các em cần chú ý nghe cô giảng, chuẩn bị sách giáo khoa trang 134 đến 137, vở toán, bút và nháp. Mục tiêu của tiết học này là giúp các em bước đầu làm quen với dãy số liệu, bảng số liệu thống kê, biết xử lý số liệu và lập được dãy số liệu ở mức độ đơn giản, biết cách đọc các số liệu của một bảng, biết cách phân tích các số liệu của một bảng. Tiết học sẽ gồm có hai hoạt động. Hoạt động 1, làm quen với dãy số liệu, bảng số liệu. Hoạt động 2, luyện tập. Chúng ta cùng vào hoạt động 1, làm quen với dãy số liệu, bảng số liệu. Bây giờ, các em hãy quan sát trên màn hình. Các em thấy điều gì trên màn hình vậy? À, đây là hình của bốn bạn có tên là Anh, Phong, Ngân và Minh. Người ta đo chiều cao của bốn bạn thì được số đo chiều cao của các bạn lần lượt như sau. Bạn Anh cao 122 cm, bạn Phong cao 130 cm, bạn Ngân cao 127 cm, bạn Minh cao 118 cm. Cô lần lượt viết lại các số đo chiều cao của bốn bạn như sau: 122 cm, 130 cm, 127 cm, 118 cm. Như vậy là cô đang có một dãy các số đo chiều cao của bốn bạn. Dãy số đo chiều cao của bốn bạn chính là dãy số liệu về chiều cao. Việc viết lại các số liệu như trên người ta gọi là thống kê số liệu. Các số liệu thống kê được viết thành hàng như vậy gọi là dãy số liệu. Từ dãy số liệu trên, chúng ta biết được rất nhiều điều các em ạ. Các em hãy đếm lại cùng cô xem dãy số liệu trên có mấy số? 1, 2, 3, 4. Dãy số liệu trên có 4 số. Các em giỏi lắm. Nhìn dãy số liệu, các em hãy nêu cùng cô. Số thứ nhất là số nào? Số thứ hai là số nào? Số thứ ba là số nào? Số thứ tư là số nào? Các em nhé. À, số thứ nhất 122 cm, số thứ hai 130 cm, số thứ ba 127 cm, số thứ tư 118 cm. Vậy là nhìn dãy số liệu ta biết được thứ tự các số. Bây giờ chúng ta cùng xếp lại vị trí đứng của bốn bạn theo thứ tự từ thấp đến cao nhé. Ở vị trí thứ nhất là bạn nào nhỉ? Đúng rồi, đó là bạn Minh, cao 118 cm. Lần lượt các vị trí tiếp theo là bạn Anh, 122 cm, bạn Ngân cao 127 cm, bạn Phong cao 130 cm. Thứ tự các số trong dãy số liệu đã được sắp xếp lại theo thứ tự từ thấp đến cao như sau: 118 cm, 122 cm, 127 cm, 130 cm. Ngược lại như vậy, ta sắp xếp được dãy số theo thứ tự từ cao xuống thấp. Nhìn dãy số liệu, các em sẽ biết được bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất, bạn nào cao hơn những bạn nào, hoặc bạn nào thấp hơn những bạn nào. Trong bốn bạn,
Bạn nào thấp nhất nhỉ? À, đó chính là bạn Minh, cao 118 cm. Bạn nào cao nhất? Cô tin chắc các em đoán đúng, bạn Phong cao nhất. Bạn Phong cao 130 cm. Bạn Anh cao hơn bạn nào và thấp hơn những bạn nào? À, bạn Anh sẽ cao hơn bạn Minh và thấp hơn bạn Ngân và bạn Phong. Các bạn trên đều cùng một độ tuổi, nhưng có bạn cao hơn, có bạn lại thấp hơn. Điều này ngoài việc do di truyền từ gia đình, thì việc ăn uống đủ chất, luyện tập thể thao đều đặn cũng chính là cách để tăng chiều cao đó các em. Các em biết không, ngoài cách thống kê số liệu thành dãy thì còn có cách thống kê số liệu bằng bảng mà ta gọi đó là bảng số liệu. Các em tiếp tục quan sát trên màn hình nào. Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình. Bảng này được chia làm 4 cột và 2 hàng. Hàng trên là tên các gia đình. Hàng dưới là số con tương ứng với gia đình đó. Mỗi cột sẽ cho ta biết số con của từng gia đình. Ba gia đình được ghi trong bảng là gia đình cô Mai, gia đình cô Lan và gia đình cô Hồng. Mỗi gia đình trên có mấy con? Các em cùng nêu với cô nhé. Gia đình cô Mai có 2 con, gia đình cô Lan có 1 con, gia đình cô Hồng có 2 con. Cô vừa hướng dẫn các em đọc bảng số liệu của ba gia đình cô Mai, gia đình cô Lan và gia đình cô Hồng. Đây chính là bảng số liệu về số con của ba gia đình. Vậy bảng số liệu là gì? À, bảng số liệu là các số liệu được ghi dưới dạng bảng. Đọc bảng số liệu, chúng ta cũng biết được rất nhiều điều đấy các em. Số con của từng gia đình nào có ít con nhất? Các gia đình nào có số con bằng nhau? Gia đình nào ít con hơn gia đình nào? Gia đình nào nhiều con hơn gia đình nào? Các gia đình được nêu ở đây đều chỉ có 1 hoặc 2 con. Đây cũng là chủ trương của nhà nước ta đó các em. Mỗi gia đình chỉ nên có 1 đến 2 con để có thể nuôi dạy con tốt. Cô vừa hướng dẫn xong cho các em về dãy số liệu và bảng số liệu. Để xem các em có nắm được kiến thức bài không, cô sẽ cùng các em luyện tập một số bài tập ở hoạt động 2 nhé. Đầu tiên là bài 1 trang 135. Các em cùng đọc đề nào. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là 129 cm, 132 cm, 125 cm, 135 cm. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu A, Hùng cao bao nhiêu cm? Dũng cao bao nhiêu cm? Hà cao bao nhiêu cm? Quân cao bao nhiêu cm? Để làm được câu A, các em cần chú ý đọc kỹ dãy số liệu trên tương ứng với mỗi bạn được xếp theo thứ tự nha. Hùng cao bao nhiêu cm? Các em thấy Hùng xếp vị trí thứ ba tương ứng với số đo chiều cao được xếp theo thứ tự là 125 cm. Như vậy, Hùng cao 125 cm. Dũng đứng ở vị trí đầu tiên, tương ứng với số đo chiều cao là 129 cm. Vậy, Dũng cao 129 cm. Tương tự, Hà cao 132 cm. Quân cao 135 cm.
Các em có kết quả như vậy không? Cô có lời khen ngợi các em thật nhiều. Ở câu B, Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu cm? Muốn biết Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu cm, ta lấy số đo chiều cao của Dũng trừ số đo chiều cao của Hùng. Số đo chiều cao của Dũng là 129 cm. Số đo chiều cao của Hùng là 125 cm. Ta lấy 129 cm trừ 125 cm bằng 4 cm. Vậy Dũng cao hơn Hùng 4 cm. Tương tự như vậy, Hà thấp hơn Quân bao nhiêu cm? Tức là Quân cao hơn Hà bao nhiêu cm đấy các em? Tương tự như vậy, ta lấy 135 cm trừ 132 cm bằng 3 cm. Vậy Hà thấp hơn Quân 3 cm. Hùng và Hà ai cao hơn? So sánh chiều cao của Hùng và Hà, ta thấy Hà cao 132 cm, Hùng cao 125 cm. Vậy Hùng và Hà, Hà cao hơn Hùng. Dũng và Quân ai thấp hơn? So sánh chiều cao của Dũng và Quân, ta thấy Dũng cao 129 cm, Quân cao 135 cm. Vậy Dũng và Quân, Dũng thấp hơn Quân. Qua bài tập này, các em đã biết đọc dãy số liệu rồi đấy. Cô có lời khen các em nhé. Cô và các em cùng đi vào bài 3 trang 135. Các em nhìn lên màn hình và cùng cô đọc yêu cầu bài tập 3 này nhé. Số kg gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây. 50 kg, 35 kg, 60 kg, 45 kg, 40 kg. Hãy viết các số kg gạo của 5 bao trên. Câu A, theo thứ tự từ bé đến lớn. Câu B, theo thứ tự từ lớn đến bé. Để làm được bài này, trước hết các em cần đọc dãy số kg gạo được ghi theo thứ tự trên mỗi bao gạo nhé. Dãy số liệu trên có bao nhiêu số? À đúng rồi, 5 số. Bây giờ các em suy nghĩ và xếp dãy số liệu trên theo yêu cầu bài tập 3 này nhé. Các em hãy cùng kiểm tra lại kết quả nào. Câu A, theo thứ tự từ bé đến lớn, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 60 kg. Các em có làm đúng như vậy không nào? Cô có lời ngợi khen các em. Câu B, theo thứ tự từ lớn đến bé, 60 kg, 50 kg, 45 kg, 40 kg, 35 kg. Cô có lời khen ngợi các em đã nắm được kiến thức bài học này. Bây giờ cô cùng các em chuyển sang bài tập 1, trang 136 nhé. Các em cùng cô đọc yêu cầu bài 1 nào. Đây là bảng thống kê số học sinh biết bơi của các lớp 3 ở một trường tiểu học. Dựa vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu A, lớp 3B có bao nhiêu học sinh biết bơi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh biết bơi? Câu B, lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh biết bơi? Câu C, lớp nào có nhiều học sinh biết bơi nhất? Lớp nào có ít học sinh biết bơi nhất? Để làm được bài 1 trang 136 thật chính xác, các em quan sát thật kỹ bảng thống kê số học sinh biết bơi của các lớp 3 có bao nhiêu hàng
bao nhiêu cột? À, bài này có 2 hàng và 5 cột đúng không nào? Cô mời các em làm bài. Bây giờ các em kiểm tra lại kết quả của mình làm cùng cô nhé. Câu A, lớp 3B có 13 học sinh biết bơi. Lớp 3D có bao nhiêu học sinh biết bơi? À, lớp 3D có 15 học sinh biết bơi. Câu B, lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh biết bơi? À, đối với câu B, các em cần xác định lớp 3C có 25 học sinh biết bơi và lớp 3A có 18 học sinh biết bơi. Ta lấy 25 trừ 18 bằng 7. Như vậy, số học sinh biết bơi lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A là 7 học sinh. Câu C, lớp có nhiều học sinh biết bơi nhất, đó là lớp 3C. Lớp 3B có ít học sinh biết bơi nhất. Các em kiểm tra xem bài làm của các em có đúng không nào? Các em giỏi lắm. Bây giờ, cô và các em cùng sang bài 3 trang 137 nhé. Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong 3 tháng đầu. Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu A, tháng 2, cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại? Câu B, trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét? Câu C, mỗi tháng, cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa? Các em ơi, các em đọc bảng số liệu và trả lời theo yêu cầu bài tập đi nào. Bây giờ, các em kiểm tra xem mình làm bài đúng không nhé. Câu A, tháng 2, cửa hàng bán được 1.040 mét vải trắng và 1.140 mét vải hoa. Câu B, trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100 mét. Đối với câu B, các con nhìn vào tháng 3, vải hoa là 1.575 mét, vải trắng là 1.475 mét. Như vậy, ta lấy 1.575 trừ 1.475, ta có kết quả là 100. Chúng ta khẳng định trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100 mét. Các em có cùng kết quả không nào? Cô có lời ngợi khen các em nhé. Câu C, tháng 1, cửa hàng bán được 1.875 mét vải hoa. Tháng 2, cửa hàng bán được 1.140 mét vải hoa. Tháng 3, cửa hàng bán được 1.575 mét vải hoa. Các em cùng xem kết quả của các em có đúng như kết quả ở trên không nào? Cô tin chắc rằng các em làm đúng bài tập 3 trang 137. Một lần nữa, cô có lời ngợi khen các em. Các em ơi, như vậy trong bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn cho các em biết đọc dãy số liệu và bảng thống kê số liệu. Các em có thể vận dụng kiến thức bài học hôm nay để lập bảng thống kê số bạn tích cực phát biểu trong một tuần hoặc số bạn đạt được nhiều thành tích trong học tập. Điều này, cô tin các em sẽ làm tốt, đúng không nào? Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Bây giờ, nhiệm vụ của các em là xem lại bài để nắm vững hơn nội dung bài học và làm hoàn thiện các bài tập vào vở nhé. Cô thân ái, chào các em. Cô chúc các em
luôn vui khỏe và học tốt.